Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Cẩm Yến xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ukraine tấn công mạnh vào đường dây tiếp tế của Nga. Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công các tuyến tiếp tế và kho chứa đạn dược của Nga tại các khu vực ở phía sau chiến tuyến. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một cuộc tấn công tầm xa đã đánh vào một đơn vị quân đội Nga ở khu vực chiếm đóng Kherson ở miền nam Ukraine. Serhiy Khlan, một thành viên của Hội đồng khu vực Kherson, cho biết hôm Chủ nhật đã có một cuộc tấn công chính xác vào đơn vị quân đội của quân xâm lược Nga ở thành phố Kherson. Các hình ảnh và video được định vị địa lý tới Kherson cho thấy một cột khói xám dày đặc bốc lên trong không khí vào sáng Chủ nhật. Khlan nói với truyền hình Ukraine rằng các lực lượng phòng thủ do Nga viện trợ không thể đánh chặn hỏa lực pháo binh của Ukraine nhờ vào vũ khí hiện đại của phương Tây mà quân đội Ukraine đang sử dụng. Vụ tấn công hôm Chủ nhật kéo theo một loạt vụ nổ gần Kherson. Các quan chức Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã tấn công kho dự trữ quân sự của Nga tại sân bay ở Chernobyl, ngay phía bắc thành phố. Những tiếng nổ long trời đã được ghi nhận vào mờ sáng ngày thứ Hai ngày 11 tháng 7 và thỉnh thoảng lại bùng lên cho thấy các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn trong suốt ngày thứ Hai. Các khu vực Mykolaiv và Kherson đã trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột khi các lực lượng Ukraine tăng cường bắn vào các đường dự trữ và tiếp tế của Nga trên lãnh thổ bị chiếm đóng ở phía Nam và Nga sử dụng hỏa lực pháo binh để cố gắng ngăn chặn các bước tiến của Ukraine. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết vào rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở thành phố Kherson để chống lại các máy bay cường kích của Ukraine tấn công vào thành phố. Chỉ vài giờ sau lời trấn an này, quân Ukraine đã tràn ngập một tiền đồn ở cửa ngõ vào thành phố Kherson. Những thiệt hại đã được xác nhận của quân Nga như sau: 38 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến và 10 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 4 cổ trọng pháo MSTAB, 1 manpack và 5 phương tiện. Ngoài ra, 2 kho đạn đã bị phá hủy. Nga giám sát chặt chẽ các gia đình tử sĩ. Nga đang giám sát các gia đình của các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến do Vladimir Putin gây ra nhằm đề phòng trường hợp họ lên tiếng công khai phản đối cuộc xung đột đang diễn ra. Thiếu tướng Kirilo Budanov, Cục trưởng Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết như trên hôm thứ Hai ngày 11 tháng 7. Cục trưởng Tình báo Quân đội Ukraine cho biết cơ quan an ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, tại khu vực phía tây Kostroma đã đưa ra yêu cầu giám sát một số cá nhân có thể dễ phạm tội theo luật mới hết sức nghiêm ngặt nhằm trấn áp những người bất đồng chính kiến. FSB, cơ quan an ninh chính của Điện Cẩm Linh, đã yêu cầu người đứng đầu thành phố Volhov cung cấp thông tin cơ bản về những người có thể vi phạm pháp luật liên quan đến điều họ gọi là phổ biến công khai thông tin sai lệch và các hành động làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Liên bang Nga và sự tham gia của Nga trong hành động xâm lược chống lại Ukraine. Quốc hội Nga hồi tháng 3 đã thông qua đạo luật áp dụng án tù lên đến 15 năm vì tội cố ý tung tin giả về quân đội Nga. Điện Cẩm Linh đã sử dụng luật pháp để trừng phạt những người đưa ra những câu chuyện khác với những câu chuyện do phe cánh Putin tung ra về cuộc chiến. Ban giám đốc tình báo quân đội Ukraine cho biết, khi thu thập những thông tin như vậy, FSB chỉ đạo phải đặc biệt chú ý đến những người thân của quân nhân đã chết trên lãnh thổ Ukraine hoặc tham gia chiến tranh. Hôm thứ Sáu, Ủy viên chính quyền thành phố Mạc Tư Khoa Alexei Gorinov đã trở thành người đầu tiên nhận bản án dài hạn theo luật mới. Người đàn ông 60 tuổi này đã bị một tòa án ở thủ đô của Nga kết án 7 năm tù trong một phiên tòa hình sự vì chỉ trích cái mà Putin gọi là hoạt động quân sự đặc biệt. Ông cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 4 năm sau khi được thả. Và vào tháng 6, chính trị gia Nga và cựu ứng cử viên Duma quốc gia Mikhail Lobanov đã bị giam giữ trong 15 ngày vì làm mất uy tín của quân đội nước này trên mạng xã hội của anh ấy. Anh ta được lệnh phải nộp phạt 40.000 rúp, tức là 637 đô la Mỹ. Cục tình báo của Bộ Quốc phòng cũng lưu ý trong báo cáo hôm thứ Hai rằng Nga đã tăng cường tuyển dụng cho các công ty quân sự tư nhân do những tổn thất đáng kể trong cuộc chiến.
Lời khai của tên sát thủ Tetsuya Yamagimi, người đang thất nghiệp, nói với các nhà điều tra rằng anh ta căm thù một nhóm nào đó mà anh ta nghĩ rằng cố thủ tướng Abe có liên quan, cảnh sát Naranishi cho biết. Trích dẫn thông tin từ cảnh sát, đài truyền hình công cộng Nhật Bản NHK và hãng thông tấn Kyodo đã đưa tin rằng Yamagimi cũng cho biết mẹ anh ta có liên quan đến nhóm này. Cảnh sát không nêu tên nhóm và nói với CNN rằng họ không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào. CNN đã không thể xác nhận độc lập nhóm mà nghi phạm đề cập đến. Mẹ của nghi phạm là thành viên của Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới, được biết đến rộng rãi với tên gọi Giáo hội Thống nhất. Tomihiro Tanaka, chủ tịch văn phòng Nhật Bản của giáo hội này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Nghi phạm chưa bao giờ là một thành viên của giáo hội này, trong khi mẹ của anh ta là một thành viên tham dự các sự kiện của giáo hội khoảng một lần một tháng. Tanaka nói thêm rằng tổ chức sẽ hợp tác với các nhà điều tra nếu được yêu cầu. Kyodo News đưa tin rằng hai người đã từng tương tác với anh ta mô tả Yamagimi là một người hoàn toàn bình thường và có vẻ trầm lặng. Anh ta được thuê thông qua một cơ quan tìm kiếm việc làm vào tháng 10 năm 2020 để làm việc tại bộ phận vận chuyển hàng hóa của một nhà máy ở tỉnh Kyoto. Đồng nghiệp cũ đã mô tả Yamagimi là một người kín đáo. Nếu đó là cuộc nói chuyện về công việc, anh ấy sẽ trả lời, nhưng anh ấy không đi sâu vào cuộc sống riêng tư của mình. Anh ấy có vẻ cư xử nhẹ nhàng. Người đồng nghiệp cũng nói thêm rằng Yamagimi thường ăn trưa một mình trong xe của anh ta và các cuộc trò chuyện với anh ta không bao giờ đi ra ngoài chủ đề về công việc hiện tại. Người đồng nghiệp cũ cho biết không có vấn đề gì với Yamagimi trong 6 tháng đầu tiên làm việc của anh ta, cho đến khi anh ta bắt đầu có biểu hiện dần dần bỏ bê công việc. Vào tháng 3, Yamagimi bắt đầu nghĩ thất thường không có phép tắc gì cả và giải thích là có các vấn đề về tim và các vấn đề thể chất khác, mặc dù trước đó không có vấn đề gì về việc đi làm đúng giờ. Theo Kyodo News, một nhân viên tại cơ quan tìm kiếm việc làm đã phỏng vấn Yamagimi mô tả anh ta là người hoàn toàn bình thường, nhưng nói thêm rằng anh ta không nói nhiều và có cảm giác hơi u ám. Tomoaki Oniyuka, cảnh sát trưởng tỉnh Nara, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng các nhà chức trách đã tìm thấy trong xe hơi của hung thủ những tấm bia dùng để tập bắn, đầy những vết đạn. Hung thủ khai với cảnh sát rằng anh ta học cách chế tạo súng từ Internet. Yamagimi đã chế tạo nhiều loại súng bằng ống sắt quấn trong băng keo dính. Cảnh sát tìm thấy có những khẩu súng có 3, 5 và 6 ống sắt được dùng làm nòng súng. Cảnh sát được tường trình là đã tịch thu tất cả máy điện toán và điện thoại di động của hung thủ để tìm xem anh ta đã tương tác với những ai. Thiếu quân trầm trọng, Nga trả tự do cho các tù nhân ở St. Petersburg và cung cấp tiền bạc cho họ nếu họ tham gia vào cuộc chiến. Theo cơ quan điều tra độc lập của Nga Isori, thân nhân của các tù nhân đang thi hành án trong thành phố nói rằng tập đoàn đánh thuê khét tiếng của Nga Wagner đang đề nghị trả 200.000 rúp hay 3.446 đô la Mỹ và ân xá nếu các tù nhân tự nguyện phục vụ 6 tháng trong vùng Donbass và còn sống trở về. Các tội phạm đang thụ án trong các trại giam tù hình sự Yabovet và Obukho ở St. Petersburg cũng được hứa bồi thường 5 triệu rúp hay 85.873 đô la Mỹ cho gia đình họ trong trường hợp tử trận. Một người thân của một người bị kết án nói với Isori rằng các tù nhân được các quản giáo trong tù kêu gọi bảo vệ tổ quốc như một cách để chuộc lỗi lầm. Đại sứ Hoa Kỳ về tư pháp hình sự toàn cầu cho biết không có cách nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và ban lãnh đạo của ông và phe quân sự có thể lập luận rằng họ không biết gì về những tội ác đang được thực hiện ở Ukraine. Đại sứ Beth Van Schaik nói với CNN rằng đã có quá nhiều sự chú ý về những tội ác đó. Tổng thống Nga và những người thân cận của ông có thể phải đối mặt với sự truy tố quốc tế. Có những tiêu chuẩn pháp lý cho phép các công tố viên mở cuộc điều tra về toàn bộ quy trình chỉ huy, kể cả với Tổng tư lệnh và các cá nhân ở vị trí lãnh đạo để quy trách nhiệm cho họ trong việc ra lệnh cho các hành vi lạm dụng nếu có những bằng chứng khả tin
về việc đưa ra các lệnh như thế, họ có thể phải chịu trách nhiệm về việc không huấn luyện và giám sát quân đội của mình một cách thích hợp. Và họ có thể chịu trách nhiệm về việc không xét xử các vi phạm khi họ biết về những tội ác đó. Đại sứ Van Schaik nói, cô ấy cũng lưu ý rằng dựa trên các mô hình lạm dụng mà chúng ta đang thấy, thật khó để kết luận rằng đây là hành vi riêng lẻ của những cá nhân bất hảo hoặc các đơn vị bất lương. Van Schaik cho biết, nếu có rất nhiều tòa án có thẩm quyền truy tố Putin về tội ác chiến tranh, nhưng vấn đề này chừng nào ông ấy vẫn còn ở trong nước Nga thì ông ấy có thể nằm ngoài tầm với. Không nghi ngờ gì rằng đây là một cuộc chiến lâu dài và chắc chắn là như thế. Không có cách nào có thể chấm dứt thảm cảnh này trong 6 tháng hoặc 1 năm. Van Schaik cho biết Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về nạn diệt chủng ở Ukraine. Lưu ý rằng hành động diệt chủng rất khó chứng minh. Yếu tố đặc biệt là ý định tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần của một dân tộc. Nhưng rõ ràng, chúng ta đang theo dõi những sự kiện này rất cẩn thận. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc Putin phạm tội diệt chủng ở Ukraine vào tháng 4. Van Schaik nói với CNN rằng tội ác của Nga đối với dân thường Ukraine có nguồn gốc rõ ràng từ những hành động tàn bạo trong quá khứ của họ, bao gồm cả những tội ác đã xảy ra ở Syria, và cho biết mặt tư khoa có thể nhận thấy rằng họ đã bật đèn xanh ở đây khi sử dụng một số chiến thuật nhất định. Tuy nhiên, bà cho biết bà hy vọng Nga học hỏi từ phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với Ukraine. Bà đã thảo luận về công việc của Hoa Kỳ cùng với Liên hiệp Âu Châu và Vương quốc Anh trong nhóm cố vấn tội ác tàn bạo, các cố vấn kỳ cựu gắn bó với Tổng công tố ở Ukraine và việc triển khai các đội tư pháp di động đa ngành, đa quốc gia đang được triển khai ra hiện trường để sát cánh cùng với các nhà điều tra Ukraine đang làm việc tại các địa điểm xảy ra các vụ tấn công. Van Schaik cũng ghi nhận những nỗ lực của Bộ Tư pháp, mặc dù cô giải thích rằng quy chế tội phạm chiến tranh của Hoa Kỳ yêu cầu phải có mối liên hệ với Hoa Kỳ để những người phạm tội có thể bị truy tố ở Hoa Kỳ. Nga cạn kiệt vũ khí phải dùng đến vũ khí từ thời Liên Xô. Trong cuộc họp báo chiều thứ Hai ngày 11 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết có những dấu hiệu cho thấy các lực lượng Nga ngày càng phải dựa vào các loại vũ khí từ thời Liên Xô để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định khi cuộc xâm lược Ukraine tiếp tục kéo dài. Trong những tuần gần đây, Bộ Quốc phòng Nga ngày càng ra lệnh cho các lực lượng của họ ở Ukraine tái sử dụng các hỏa tiễn phòng không và chống hạm được thiết kế để tấn công máy bay và thuyền bè nhưng nay được sử dụng cho các mục tiêu trên đất liền. Tại Mykolaiv, một thành phố ở miền nam Ukraine, 6 cuộc tấn công vào mấy ngày qua được tường trình là do hỏa tiễn S-300 của Nga. Đó là loại vũ khí phòng không được giới thiệu cách đây khoảng 40 năm với tầm bắn xa đến 75 dặm hay 120 km. Hai hỏa tiễn cơ hờ 32 ban đầu được thiết kế để đánh chìm các hàng không mẫu hạm cũng được tường trình tham gia cuộc tấn công vào một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk khiến 20 người thiệt mạng hồi tháng trước. Một phiên bản cũ hơn một chút của hỏa tiễn tương tự cũng được sử dụng để tấn công một khu chung cư ở Odessa vào tuần trước, khiến 18 người thiệt mạng. Để triển khai những vũ khí lỗi thời này trên chiến trường hiện đại, quân đội Nga được cho là đã trang bị cho chúng công nghệ GPS, cho phép chúng tấn công vào các thị trấn và thành phố. Tin tức về sự phụ thuộc vào các loại vũ khí hàng chục năm tuổi được tái sử dụng củng cố thêm các báo cáo gần đây khác chỉ ra rằng các lực lượng Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu các khí tài chiến tranh khi cuộc xâm lược Ukraine kéo dài hơn dự đoán. Các báo cáo tình báo từ Vương quốc Anh trước đây tiết lộ rằng họ đã trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào cái gọi là bom câm khi nguồn cung cấp vũ khí dẫn đường của họ đã cạn kiệt. Không thể được hướng dẫn chính xác, các loại vũ khí lỗi thời được cho là đã dẫn đến thương vong dân sự nặng hơn và cùng với các thiệt hại tài sản. Ý
ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau khi một cuộc tấn công của Nga vào một khu chung cư. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau cuộc tấn công của Nga nhằm vào một khu chung cư ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, đồng thời cho biết nhiều người khác có thể vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tòa nhà dân cư ở thị trấn Chashivya đã bị tấn công vào tối thứ Bảy khi Nga một lần nữa tăng cường tấn công vào các thành phố và thị trấn ở miền đông Ukraine trong nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia cho biết cho đến nay thi thể của 15 người đã được tìm thấy trong đống đổ nát và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục. Vào lúc 1 giờ chiều giờ địa phương ngày Chủ nhật, các nhân viên cấp cứu đã giải cứu 5 người và thiết lập liên lạc với 3 người khác vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trong ngày thứ hai, thêm 8 người nữa được đưa ra khỏi đống đổ nát. Dịch vụ khẩn cấp cho biết thêm rằng 24 người, bao gồm một trẻ em, có thể vẫn đang ở dưới đống đổ nát. Pavlo Kirilenko, thống đốc khu vực Donetsk, nói với truyền hình Ukraine rằng khu vực này đã bị tấn công bởi 2 hoặc 3 quả hỏa tiễn của Nga và vụ việc là một xác nhận nữa về tội ác của Liên bang Nga cố tình pháo kích vào các khu dân cư. Chashivya và các thị trấn khác ở Donetsk đã hứng chịu hỏa lực nặng nề trong những ngày gần đây khi các lực lượng Nga cố gắng tiêu diệt sự kháng cự của Ukraine trong khu vực và tiến xa hơn về phía Tây tới Kramatorsk và Sloviansk. Donetsk và Luhansk là 2 khu vực cùng tạo thành Donbass, miền đông Ukraine, nơi bắt đầu xung đột giữa Ukraine và phe ly khai do Nga hậu thuẫn vào năm 2014. Khu vực này đã trở thành trung tâm chính trong tham vọng quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine sau khi ông ta thất bại trong việc chiếm Kyiv vào đầu năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.